Hello, xin chào bà cô chú, anh chị em đã quay trở lại với video của Amazin. Hôm nay ba bố con của Amazin đi bán ve chai nha ông bà cô chú. Đấy, thì Amazin thì kéo một cái xe này này. Thì có ba cái bao như thế này, còn con trai, con gái của Amazin thì cầm một cái túi vô mát như thế này. Đây là cái hộp sữa. Đấy, đây là mấy cái lon nước, chai nước uống. Thì hôm nay lần đầu tiên Amazin đi bán ve chai ở Canada nhé. Này không biết là cái từng này á, là không biết là mình sẽ bán được bao nhiêu tiền nhá. Đây nè. Đấy thì nói chung là cũng nhiều. Đấy thì ba cái túi, bốn cái túi, năm cái túi như thế này thì không biết là mấy ký nữa. Đấy mình sẽ bán, mình đi bộ qua bên đấy thì chắc cũng một cây số, hai cây số gì đấy. Thì mình sẽ đi bộ thôi. Đấy, và sẽ quay cho các bạn xem bên này thì họ bán họ mua bán cái ve chai như thế nào nhá. Đấy, mời các bạn đi cùng Amazin để đi bán ve chai nhá. A trillion stars up in the sky, I see you here, I see all around me, all around me. And though you seem so far away, I feel you here, I feel you right beside me. You're beside me. And when I'm lost, lonely, thì vừa mới bán xong rồi nha ông bà cô chú. Đấy, thì cũng được hơn 30 đô. Đấy, 30 đô, 32 đô mấy. Đấy, cũng 32 đô mấy. Ở đây thì mình cũng phải xếp hàng nha ông bà cô chú. Đấy, mấy đứa con mình thì cũng được 2 cái kẹo. Đấy, được một người một cái kẹo. Đấy. Ok. Như vậy là mình đã bán xong rồi nhá. Đấy, thì cũng được 32 đô. Đấy, 32 đô thì tính ra thì cũng được, nếu mà tính ra tại Việt Nam thì chắc cũng mấy trăm đô, mấy trăm ngàn gì đấy. Đấy, thì video chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn ông bà của chú anh chị em đã xem video của Amazin nhá.